Hàng không toàn cầu gián đoạn sau vụ Iran tấn công Israel Vụ Iran tấn công tên lửa, máy bay không người lái vào Israel cuối tuần qua khiến hàng không toàn cầu bị gián đoạn và càng thu hẹp các lựa chọn cho di chuyển giữa châu Âu và châu Á. Ít nhất hàng chục hãng hàng không, trong đó có Qantas, Lufthansa, United Airlines, Air India đã phải hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay trong hai ngày qua sau khi Iran tấn công Israel. Theo Mark G, người sáng lập OPS Group, Chuyên giám sát không phận và sân bay, đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với việc di chuyển bằng đường hàng không kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Kể từ đó, chúng tôi chưa gặp tình huống nhiều vùng trời khác nhau liên tiếp bị đóng cửa và điều đó tạo ra sự hỗn loạn. Ông nói và cho biết thêm rằng sự gián đoạn có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Diễn biến mới khiến hàng không thế giới gặp thêm nhiều trở ngại sau khi đã phải đối mặt với những hạn chế do xung đột Nga-Ukraine, Israel và Hamas không phận của Iran vốn được các hãng hàng không sử dụng để kết nối giữa châu Âu và châu Á, nhưng nay họ sẽ bị hạn chế, buộc phải sử dụng hai tuyến đường thay thế khả thi, qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc qua Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Đêm 13 tháng 4, dạng sáng 14 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa từ lãnh thổ nước này về phía Israel để đáp trả việc Israel bị cáo buộc tập kích lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng đây là lần đầu tiên iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ israel israel và một số nước trong khu vực đã phải đóng cửa không phận để đảm bảo an toàn đến đầu tuần này israel jordan iraq và liban đã mở lại không phận và nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ của họ các hãng hàng không lớn ở trung đông bao gồm emirates airlines qatar airways và etihad airways cuối ngày hôm qua thông báo sẽ nối lại hoạt động sau khi hủy hoặc chuyển hướng một số chuyến bay Thưa quý vị, cuộc xung đột Israel-Iran đang là tâm điểm chú ý của thế giới. Cuộc xung đột này ngày càng trở nên căng thẳng hơn sau khi Iran tấn công trả đũa quy mô lớn bằng hàng trăm máy bay không người lái UAV và tên lửa nhắm vào Israel vào đêm 13 tháng 4. Ngày 14 tháng 4 theo giờ địa phương, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã lên án hành động của Iran, coi hành động này là tuyên chiến, đồng thời nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, tổng thống Isaac Herzog nhấn mạnh rằng Israel không tìm kiếm chiến tranh. Ông Herzog mô tả cuộc tấn công của Iran là một lời tuyên chiến và kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi một thông điệp rõ ràng tới Tehran rằng những hành động như vậy sẽ không được dung thứ. Ông Herzog cho biết, mục tiêu chính của Israel là bảo vệ người dân Israel. Hiện nay, tất cả các lựa chọn đang được xem xét để giải quyết mối đe dọa do Iran gây ra, nhưng Israel không tìm cách leo thang xung đột thành chiến tranh toàn diện. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Galan cho biết, đêm 13 tháng 4 vừa qua là đêm kinh hoàng với Israel khi có hơn 100 tên lửa đạn đạo được bắn từ Iran vào lãnh thổ Israel. Đó là một trong những đêm kinh hoàng nhất mà Israel từng trải qua. Hàng trăm tên lửa các loại đã được bắn vào Israel, trong đó có hơn 100 tên lửa đạn đạo được bắn từ phía Iran. Mỗi tên lửa thì mang theo hàng trăm kg chất nổ. Ông Galan cũng cho rằng Israel có cơ hội thành lập liên minh chiến lược chống Iran. Chúng tôi có cơ hội thiết lập liên minh chiến lược để đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng gây ra bởi Iran. Quốc gia từng đe dọa tăng sức công phá hạt nhân trên những quả tên lửa này. Về phía Iran, Hãng thông tấn quốc gia IRNA của nước này ngày 14 tháng 4 dẫn lời Tổng thống Ebrahim Raisi cảnh báo Israel về việc Tehran sẵn sàng đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn đối với mọi hành động chống lại lợi ích của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết nước này đã thông báo cho các nước láng giềng về các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel 72 giờ trước khi tiến hành. Cùng ngày, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami khẳng định nước này thực hiện thành công các chiến dịch nhằm vào Israel. Tên lửa và máy bay không người lái đã có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ sau cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel, chính phủ Israel vẫn chưa quyết định được biện pháp đáp trả. Các nguồn tin cho biết sau nhiều giờ thảo luận tại cuộc họp khẩn cấp đặc biệt diễn ra vào ngày 14 tháng 4, các thành viên của nội các chiến tranh của Israel gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Jacob Gallant và cựu phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz vẫn chưa thể thống nhất về cách thức cũng như là thời gian tiến hành các biện pháp đáp trả cuộc tấn công của Iran. Một số nhà phân tích nhận định Israel có thể sẽ tổ chức thêm những cuộc họp khác trong tương lai gần do chưa thống nhất được biện pháp đáp trả Iran. Vì vậy, khả năng Israel tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran trong những giờ tới là không cao, đồng nghĩa với việc căng thẳng giữa hai bên có thể tạm lắng xuống. Do Iran trước đó khẳng định cuộc tấn công báo thù nhằm vào Israel đã kết thúc và hành động trừng phạt tiếp theo chỉ có thể xảy ra nếu Israel tiếp tục tấn công Iran. Đồng minh của Israel là Mỹ cũng tuyên bố không ủng hộ hay tham gia bất kỳ hành động trả đũa quân sự nào của Israel nhằm vào Iran tuy nhiên nhiều nhà phân tích lo ngại khoảng lặng trong cuộc xung đột israel iran sẽ không kéo dài vì nhiều nguyên nhân trước hết việc duy trì tình trạng yên tĩnh là rất thách thức trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân iran trong khu vực như lực lượng hezbollah ở liban và nhóm houthi ở yemen vẫn liên tiếp mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ israel nhiều giờ sau khi kết thúc đòn tập kích của iran vào israel Thứ hai, về phía Israel, tổng thống Isaac Herzog đã coi vụ tấn công của Iran là lời tuyên chiến, mọi lựa chọn đáp trả từ phía Israel đều đang được cân nhắc, bao gồm cả biện pháp tấn công quân sự. Trước khi thống nhất được biện pháp đáp trả vụ tấn công quy mô lớn của Iran, thì Israel vẫn cố gắng duy trì cảnh giác cao độ và tập trung đánh giá tình hình hiện tại trong một tuyên bố người phát ngôn quân đội israel ông daniel hagari cho biết quân đội israel đã thông qua các kế hoạch tấn công cũng như phòng vệ chúng tôi đã thông qua các kế hoạch tác chiến cho cả hành động tấn công và phòng thủ israel sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước của mình chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một tương lai an toàn và ổn định hơn cho toàn bộ khu vực trung đông theo ông Daniel Hagari, Iran đã tiến hành gần 350 cuộc tấn công vào Israel, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Phần lớn các vụ tấn công này đã bị Israel và các đồng minh đánh chặn. Ông Daniel Hagari cũng cho biết bên cạnh việc tìm cách đáp trả Iran, Israel vẫn đang quan tâm đến việc giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ ngay cả khi bị iran tấn công vẫn không có bất cứ một khoảnh khắc nào chúng tôi quên nhiệm vụ quan trọng ở gaza đó là giải cứu các con tin đang bị phía hamas bắt giữ hamas gần đây đã bác bỏ đề xuất thả con tin mà các nhà hòa giải đưa ra cho họ hamas và iran đang khiến tình hình ở trung đông leo thang căng thẳng hơn Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 14 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại thủ đô Bình Nhưỡng và thảo luận về cách thức làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Theo KCNA, ông Kim Chang Eun đánh giá chuyến thăm Triều Tiên của ông Triệu Lạc Tế có ý nghĩa rất quan trọng, chứng minh tình hữu nghị bền chặt Triều Tiên Trung Quốc, góp phần tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt để phát triển quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước một cách thiết thực, đồng thời thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Ông Kim Trân Ưn nhấn mạnh chính sách nhất quán của Bình Nhưỡng nhằm phát triển tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước và bày tỏ kỳ vọng rằng việc nâng cấp truyền thống hữu nghị lâu dài Triều Tiên-Trung Quốc sẽ cho những kết quả tốt đẹp. Về phần mình, ông Triệu Lạc Tế bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của phía Triều Tiên và chuyển lời thăm hỏi nồng nhiệt từ Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Trần Ưn. Tháng 2 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua luật mới cấm bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel từ năm 2035. Quy định này dự kiến giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện của người dân châu Âu. Tuy nhiên theo EuroNews, doanh số bán xe điện trong quý 1 năm 2024 đã giảm ở châu Âu, do lĩnh vực này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, ví dụ như giá thành cao và thiếu cơ sở hạ tầng sạc pin. Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây phân tích rằng, ngay cả khi có trợ cấp, chi phí vẫn là một trong những rào cản lớn nhất đối với vị thế của ô tô điện trên thị trường. Trên thực tế, xe điện có giá cao hơn 25% so với các mẫu động cơ đốt trong. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng lưu ý rằng, tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện chậm đang ảnh hưởng đến thị trường ô tô điện. Ngoài ra, tình trạng thiếu kỹ thuật viên và các gara độc lập đủ tiêu chuẩn sửa chữa xe điện trên toàn cầu cũng khiến nhiều chủ sở hữu loại ô tô này lo ngại việc chi phí sửa chữa và bảo hành tăng. Viện Công nghiệp ô tô có trụ sở tại Hereford, Anh, từng ước tính có 20% kỹ thuật viên ô tô ở Anh đã được đào tạo về xe điện, nhưng chỉ 1% có đủ điều kiện để đảm nhận nhiều công việc hơn ngoài việc bảo trì định kỳ.